Cũng trong ngày mùng 5 tháng 1, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động du lịch trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 để ra định hướng và những giải pháp trong giai đoạn mới. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của ngành, lượng khách du lịch đến với Thái Nguyên trong giai đoạn 2015-2019 không ngừng tăng với tốc độ nhanh, ước tính khoảng 14% so với giai đoạn trước. Thu nhập từ dịch vụ du lịch cũng tăng trưởng khoảng 13,9% hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch từng bước được xây dựng thúc đẩy tăng trưởng các chỉ tiêu phát triển du lịch bên cạnh đó việc phát triển du lịch thái nguyên thực tế còn nhiều tồn tại hạn chế thái nguyên hiện chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có hạ tầng du lịch ở nhiều địa phương có tiềm năng du lịch lớn còn thiếu và yếu việc huy động xã hội hóa đầu tư vào các lĩnh vực du lịch còn hạn chế Nhìn nhận những tồn tại này, các đơn vị làm du lịch cũng đề nghị cần ban hành cơ chế chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch, quan tâm triển khai đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hoạt động trong lĩnh vực này. Lắng nghe tiếp thu những vấn đề các đơn vị kiến nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm tham mưu công tác giả soát tiềm năng du lịch tại các khu điểm du lịch bổ sung vào quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2025-2030 định hướng đến năm 2050 đồng thời tiếp tục phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh trong việc mở rộng liên kết phát triển du lịch với các vùng các tỉnh có thế mạnh về du lịch tích cực tham gia vào chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch đặc biệt là hoạt động xúc tiến quảng bá qua đó tiếp tục phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng của địa phương